Ok hai cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với kênh review tool ha. Như trên màn hình các bạn đang thấy là mình ở cái đoạn demo giới thiệu voi giới thiệu game Teeny Robot Richard. Đầu tiên chúng ta phải theo những cái hướng dẫn này ha. Đây cái búa, công cụ, rồi tap on the back. Bạn nhớ là theo cái bàn tay này nha, để mình theo hướng dẫn của đầu game à. Rồi mở này lên sạc pin ha, sạc pin cho robot. Lấy những cục pin này sạc pin vào nè, bạn nhấn vào mũi tên để nó hiện lên cái khung tròn này nha. Này là cục sạc nè. À, nhiệm vụ chúng ta là cứ các bạn nhớ nhấn vào mũi tên này để nó lên khung này nè. Và nhiệm vụ chúng ta cứ liếc ngang màn hình để tìm những cục pin để sạc cho robot. Đây kéo cây vào đây, cứ theo hướng dẫn của rồi. Rồi, chúng ta đã được chìa khóa nè ha. Kéo công cụ. Rồi sau khi mà lắp công cụ vào thì các bạn bỏ cái chìa khóa vào đây ha. Rồi xoay chìa khóa, chúng ta mở được cánh cửa. Ok vậy là mình đã qua được một màn của game Teeny Robot rồi ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game cho các bạn ha, sau đó các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Rồi em vào sẽ play, gọi cho mình từ Teeny Robot ha, Richard nè. Đây, các bạn nhớ nha, Teeny Robot Richard nè. Hơn 1 triệu được tải xuống nha các bạn. Ok thì phần chia sẻ game mini Teeny Robot Richard của mình trên ở điện thoại Android của mình tới đây kết thúc, và rất mong được các bạn quan tâm và theo dõi kênh ha. Nếu cảm thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi.